Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm bếp điện mang thương hiệu Gary, một sản phẩm cao cấp đạt chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu theo chứng nhận hợp quy CR. Bếp có công suất 1450W, điện áp sử dụng 220V, thân bếp bằng inox, bộ phận sinh nhiệt bằng mâm đúc, giúp dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần sử dụng và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm. Đặc biệt, bếp có thể điều chỉnh nhiệt độ nấu theo nhu cầu. Đường kính mặt bếp 18cm,